2.574.000. 1, 2, 3, 4, 5. Tôi tí đưa luôn cho mẹ nhá. Vâng. Đây, đây 1, 2, 3, 4, 5 này, 2 triệu rưỡi này. 2 triệu rưỡi luôn nhá. Rồi. Là 50.000 à? 50.000. Là 70. Là 74.000 thì cho là 75.000 luôn nhá. Rồi. Cháu xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cháu Quân xin kính chào tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Cháu xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. À, thưa các bác, những cái video trước thì các bác cũng đã biết được rằng là có cô Huỳnh Thị Gia Minh là hỗ trợ là em Sưng là cái phần chuồng với lại lợn đúng không các bác? Sau một cái thời gian mà tìm thì hiện nay cháu Lực đã cùng em Sử đã tìm là lợn để mà nuôi rồi các bác. Em Sử thì là không ai nói với Sử là ở nhà này bán là lợn giống. Anh tự biết ạ. À là có nghĩa là ở trong làng là tự biết đúng không? Đấy, ở đây thì em Sử là muốn là mua ở cái lợn ở trong làng đấy các bác, thì là tìm ở trong làng thì giá cả nó sẽ hơi đắt hơn một chút là so với lại đi mua ở phần phía bên ngoài các bác. Thế thì chỗ hôm nay anh em mình đi mua lợn thì là chỗ nào? Nhà bên này đúng không? Vâng, đấy rồi đi. Đây hôm nay thì có cho em Quân là đi cùng cháu Lực nữa để mà một tí nữa nếu mà lợn to quá đấy các bác thì là có em Quân là trợ giúp nữa. Ui, trâu thì buộc khúc vân chuồng à? Vâng. Chó kia thì có vẻ như là nhìn giống chó sói đấy cô bác ạ. À thanh niên này bán lợn đúng không? Vâng. À. Mẹ ở nhà không? Có. À. Thế bảo hôm Sử bảo là mẹ bán lợn à? Ui, đây có nhiều chó đấy nhỉ. Nhưng mà lợn thì là ở đâu? Lợn để trên kia anh. Lợn là trên kia à? Thế đưa anh đi xem lợn một chút nhỉ? Có bao tải đấy luôn à? Có bao tải rồi. Rồi thì anh em mình đi thì cũng không có cầm mà theo cái chuồng nhỉ? Nếu mà có cái lồng nào không? Cái lồng á? Ờ, cái lồng mà để lợn á. Nếu mà có thì cho anh Sử mượn nó một tí nữa. Anh mới Sử mang đem ra giả nhỉ? Dạ. Hay là để vào bao cũng được? Cái lồng kia có được không? Để biết cái lồng này được. Cái lồng kia nó được lợn không Sử? Con đậy được. Được à? Thế cho anh mượn cái lồng một tí đi. Thì sao có ra? Có nhiều lợn không? Có 2 con thôi anh. Có 2 con thôi à? Chỗ này được rồi nhỉ? Vâng. Cho anh mượn tạm. Để cái này có không cân được đâu. Không cân được á? Bây giờ mình cân cái này trước là xem là bao nhiêu cân. Vâng. Đấy. Em có cân luôn không? Có. Đấy, em mà cân cái đấy xem là đấy, bao nhiêu cân? Chỉ có cân tay thôi. Cân tay thôi, cân tay cũng được. Vậy ở đây thì trong làng cả với nhau đấy cô bác, cho nên là giá cả thì cũng hợp lý. Vừa rồi thì cháu Lực cũng có nói qua với lại mẹ của thanh niên bán lợn rồi. Ôi, đâu về đây? Chơi về à? Nhà bán lợn đấy đúng không? Vâng. Ra đây xem bắt cho anh con lợn nào. Vào ra đây xem bắt cho anh con lợn nào. Vừa rồi thì cháu Lực cũng có nói chuyện lại qua là mẹ của thanh niên rồi. Thế thì lúc đầu thì bảo là cân 140 các bác ạ. Đấy nhưng mà nếu mà bảo là cân 130 được thì cháu Lực là lấy. Em cân xem là bây giờ chỗ đấy là con này có bao nhiêu cân. Xong rồi tí mình trừ ra. Đúng rồi. Mấy ký nữa bà, mấy ký đâu nữa bà. Có 1 cân 3. 1 cân 3 à? Cân 2 thôi. Cân 2 thôi. Đây là 1 cân này. Đây là 1 này, 2, 1 cân 2 lạng đúng không? Đúng. 1 cân 2 lạng thì tử để anh lấy cây ghi vào đâu đó. Không có cây nào đây. Đấy.
Hãy bây giờ đi bắt lợn xem là cân bao nhiêu. Bắt được không? Hai người bắt được không? Được. Cứ chưa nó bắt được. À, thế là mẹ bảo bắt lợn đúng không? Vâng. À, thế đi xem là bây giờ cho anh xem một con nào. Anh chỉ không thấy đấy. Thế thanh niên nào là chuẩn bị lấy vợ đấy? Là đứa em trai. À, em trai thì chỉ biết lấy vợ à? Vâng. Thế là mẹ là mới bán à? Vâng. À. Nếu mà không lấy vợ không không lấy vợ thì không bán được à? Không lấy vợ chắc không bán. À. Để lấy nô. Thật sự ra ở trên bản đấy các bác thì bao giờ bà con mà cần đấy tiền là làm cái gì đấy thì người ta mới bán thôi. Lợn ở tận đâu? Để đây này. Bác xuống đây này. Đấy, bây giờ thì có vẻ bắt lợn là hơi ồn chút. Ở đây đúng không? Vâng. À. Như lợn thì từ từ. Xử ưng con nào? Con to hơn hay con nhỏ hơn? Con to hơn ạ. Con to hơn là con đực hay con cái? Con to là con đực. Con to là con đực à? Thế con nhỏ hơn là con cái đúng không? À, con to là con cái sao? Con to là con cái á? Thế là hôm nọ nhà xử là con ở nhà là con cái rồi nhỉ? Vâng. Hay là bây giờ lấy thêm con to kia nữa để cho nó, nếu mà con cái thì là cho hai có hai con cái. Nhỉ? Yeah. Vâng. Đấy một con cái một con đực. Con cái con đực con to hơn là con cái đúng không? Nhìn sẽ nhìn rõ. Nhìn nó anh nhá. À con to là con đực. To là con đực đúng không? Thấy không? Nhưng mà thế tôi con đực cái con to thì mình bắt con to hơn nhìn cho nó to hơn nhỉ? Đây. Anh đi vào bắt đây. Thanh niên vào bắt đấy. Cho đứa em xem vào bắt. Em trai vào bắt này. Sắp lấy vợ rồi cho nên là mới bán lợn đi để lấy vợ đấy các bác. Năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? 19. 19 tuổi lấy vợ rồi à? 19. À. Nhưng mà đã đủ tuổi cưới đâu? Chưa. Sao sợ đi ra xa xa một chút các bác. Túm được cái chân nó. Nó bẩn quá. Con đấy tầm bao nhiêu cân nhỉ? Được rồi. Ôi thôi cởi áo luôn đi. Đằng nào tí chả tắm. Thật ra, đằng nào chí chả tắm. Cho thanh niên là cái áo bắt lợn luôn đấy. Thật mà, tí lúc nào mình bây giờ bắt kiểu nào nó cũng dính rồi. Nó cũng dính một chút rồi. Khỏe đấy nhở. Ở nhà này có bao nhiêu con lợn đấy? Nhà có 3 con này thôi. 3 con này thôi á? Vâng. À, một con nhỏ kia luôn không? Thanh niên nó có vẻ loay hoay bán bắt được con lợn đúng không? Đấy, sẽ bắt con to hơn. Ừ, nên nó bị sao ấy. Đâu? Nó này là vừa mới thiến xong. Bỏ trong lòng đi. Ui, con này thì có vẻ là... Con này rất là khỏe rồi nhờ. Lấy dây đi. Cái thanh niên này là bây giờ phải tắm rồi nhờ. Đấy, muốn lấy vợ là phải bán cả lợn. Mẹ là phải bán cả lợn đi để lấy vợ cho đấy. Đúng rồi. Nhưng mà lấy vợ này thì có tiết kiệm được tiền không? Ui. Hả? Không. Không à? Con đều không? Tí xem là lấy cái dây khác nào buộc vào ấy. Chưa đây. Rồi, bây giờ thì phải cân xem là vừa rồi thì đã cân cái lồng rồi các bác nhá. Ở đây thì là cô là bán là 130.000 là một cân. Đấy, lúc đầu thì bảo là châm cân 40.000 đấy các bác, 140.000 đấy. Bao nhiêu đấy? Bây giờ đấy thả con lợn xuống đi, cầm cho thả con lợn xuống đi. Đấy đỡ phải nặng. 20 cân đấy. 20 mấy cân? 15 cân đây. 20 cân. Mình gọi ra tí đấy. 20 cân bao nhiêu? 21 cân thôi. 21 cân à? Cậu ký nữa. Thật to thật thì nó. Chữ cái lòng đi một cân. Từ từ, xem cân là bao nhiêu đấy. Mình gọi. Ít ký. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười,
Cái gì à? 21 cân. 21 cân à? 21 cân. 21 cân thì trừ đi là 1 cân 2 lạng. Là còn 21 trừ đi 1,2 bằng là còn 19 cân 8. 19 cân là nhân cho là phải không? 19 cân 8 đúng không? Là anh nhân cho là 130 nhá. Vừa rồi mấy anh em giá mình nói là lúc đầu là bảo là 140 đúng không? Thế xong thì bảo là trả giá xuống là còn 130 đúng không? Là bằng là 2.500.000 là 74.000. Đúng chưa? Đấy tính, thanh niên tính lại thêm một lần nữa đi. Anh cứ tính đây, máy tính tính đã như nhau. Không, đấy anh tính lại cho một lần nữa để nhìn biết là máy tính để như nhau rồi đấy. Là 21 đúng không? Là anh trừ đi là cái lòng là 1,8 à 1,2. 1,2. Đấy. Là lợn là còn là 19 cân. 1,8 nhá. Đấy là anh nhân nhá, nhân cho là 130 bằng là 2.500.000 là 74.000. Đấy. Thanh niên nào lấy tiền này, thanh niên này hay là thanh niên kia? Người cứ đưa cho mẹ. Đưa cho mẹ à? Vâng. Nhưng mà thế một tí để đưa cho mẹ nhá. Ừ. 500. Bây giờ anh cứ cho xuống đưa cho mẹ luôn. Trời. Vâng. 2.574.000. 1, 2, 3, 4, 5. Hai chỗ dưới này. Nhớ tôi thấy tôi là nhớ tôi thấy nó là vừa tôi thấy đấy nhưng mà tại giúp lâu thì tôi nó thôi mà nó hỏng đấy anh mơ chặt chặt xem uống cả buổi này anh gửi cho anh em mượn cái lồng này một tí nữa để mà cầm sang nhá. Cái lồng này cứ mang đi. Cái lồng này cứ mang đi, cứ mang đi à? Thế cho xử luôn nhá, cho xử xin luôn. Nhưng mà lợn nó mà nó không ăn thì mang ra xả nhá, đuổi đấy. Ừ, được. Đấy, thì bảo với mẹ thế nhá. Ừ. Nó mà không ăn thì mang ra đổi. Xử với mình là anh em với nhau thì... À, anh em đúng không? Vâng. Có anh em đỏ không? Anh em đỏ. Chúng ta cũng là anh em ruột đấy. Thế là cho anh mượn cái lòng này nhá. Có cái dây nào không để cho xử nó mượn xong là buộc. Có dây co không xử ơi, trong cốp xe. Cốp xe có dây co. Đi rửa tay đi. Đi rửa tay đâu. Đây vừa rồi thì cũng đã chốt xong cái giá con lợn này của các bác này là 130.000 một cân. Là lợn này là được 19,8 cân của bác ạ. Hôm nọ thì cũng đã mua một con lợn to ở trên nhà rồi. Xem một tiếng đi rồi. Hôm nọ thì đã mua một con lợn to rồi. Ôi ôi. Tí nó sống lên xuống kia. Ở được mà, lấy cái dây này cho anh mượn anh buộc. Anh hỏi anh buộc nhá. Đấy, bây giờ đang mua để cho Lực đang mua đấy các bác. Cho Lực sẽ nói thêm một lần nữa. Hôm nọ sau khi mà làm chuồng trại xong đấy còn dư là mua con lợn ở trong nhà xong ấy thì còn dư là 2.100.000 là 4.000. Thì hôm nay cho Lực mua con lợn này là 2.500.000 là 74.000 rồi. Đấy còn mấy trăm thì cho Lực sẽ coi như là bù vào cho em xử để em ấy nuôi. Lực sẽ cùng với lại cô Minh đây, cũng mà cô Minh sẽ hỗ trợ là em xử là nhiều hơn. Đấy, thanh niên này là chuẩn bị lấy vợ, là mẹ bán luôn cả lợn để cho vợ cho lấy luôn. Thế mấy nữa lấy vợ thì có phải lấy lợn đi nhà vợ không? Không, không phải à? Đi mua ở huyện. À, đi mua thịt ở huyện với người đúng không? Nhà em là có bao nhiêu anh em? Có bao nhiêu anh em ấy? Năm anh em à? À ôi, đông người phết nhỉ. Ôi, kéo kéo từ từ thôi. Vừa rồi thì cái lúc mà chưa ghi hình cô bác lên trên thì người ta vẫn đòi là lấy 150. 150 là một cân lợn này, lợn nhỏ nhỏ này. Không biết là ở dưới xuôi các bác bán lợn này như thế nào.
Có cái giá để chở không? Không có à? Từ chỗ nhà của thanh niên này đi ra chỗ nhà của sở đấy các bác thì nó cũng chỉ rơi tầm độ là một cây thôi. Một cây là đến rồi. Nếu mà năng lòng lấy cho cái bao này lòng lên đây để trên này đấy thì đỡ phải bật xe. Nó Quân để anh hộ này. Thúng đâu hả? Buồn người nhàn thôi bây giờ đấy. Đây, bây giờ thì cháu Đức Xế cùng em Sử với em Quân là di chuyển vào nhà của Sử là để thả lợn đó các bác ạ. Đây, vừa rồi thì mua giá cả như thế nào thì cháu Đức cũng đều nói cho các bác ở trên kênh hết rồi các bác. Hãy làm cái gì thì khi mà các bác gửi cho thì mua cái gì thì cháu Đức cũng rất là sợ là nó sẽ không có được minh bạch đấy các bác. Thì có những cái sự sai lầm hay là thiếu sót nào thì rất là mong cô Minh và tất cả các bác sẽ nói với cháu Lực để cháu Lực nắm rõ hơn các bác nhé. Từ cái đoạn này xuống cái nhà của em Sử thì có vẻ là đi
Hơi khó một chút các bạn ạ. Nhưng mà nếu mà mưa nhỏ ấy thì không có đi vẫn được, còn nếu mà mưa to quá là phải là để xe ở trên đấy rồi mới xuống được. Đây, sau cái thời gian mà di chuyển ấy thì bây giờ cũng đã đến nhà của em Sử rồi. Bây giờ thì thả nốt là cái con này vào chuồng nữa là được hai con to bự ở trong chuồng rồi. Đấy, Quân bỏ ba lô xuống đây. Đường có vẻ như là đường kia người ta sắp mở rộng ra đến nhà của Sử đây nhở. Ôi, sợ nó cắn tay không? Đấy, ok. Cái con kia thì là độ được tầm hơn là 30 cân đấy cô bác ạ, con kia to. Con này thì hôm nọ là người ta cũng bán gấp ấy. Thôi nhấc vào trong này. Nhấc cả con nó vào trong chuồng này. Đấy, bây giờ thì nó có bạn rồi. Hai con sắp to nhau nhờ. Con kia là con đực ấy nhưng mà bị thiến mất rồi. Nhưng mà nếu mà lúc nào mà cái con kia mà mình muốn đi lấy giống ấy thì là lấy kiểu nào? Đi mượn là vẫn được đúng không? À, con kia là cho mình cho nó đẻ đúng không? Còn con này là mình nuôi để cho nó lớn xong là đem mà đi bán xong rồi mình lại mua lứa khác. Con này có vẻ như là vừa về cái là hấu ăn luôn này. Con này không lo, nếu mà mình không đổ thêm chỗ này là chỗ này có vẻ thấp hơn đấy nhờ. Lấy đi, lấy cám cho nó ăn, cám cò cho nó ăn. Làm hai cái cặp này thì cũng gần đến 5 triệu đấy cô bác. May mà người ta còn cần tiền thì người ta mới bán gấp chứ không là người ta không bán đâu. Nhưng mà nhà Quân lúc nọ mua là 3 triệu là con nhỏ hơn con này nhờ. Nhà Quân thì người ta không bán, không cân lên cô bác, người ta bán tù mù. Nên con này là nếu mà bây giờ là chuẩn bị đi lấy giống là được đấy. Lấy giống là nó đẻ hơn, đẻ được đấy. Theo như Quân thì chuồng lợn này nuôi được tầm độ bao nhiêu con? Nếu mà để con ra thì để con ra ít nhất cũng khoảng 15 con bé. Thêm 5 con bé à? Nó vừa vào có vẻ như là nó còn là đang yêu thương lẫn nhau hay sao ấy, dành cho nhau những cái nụ hôn, những cái nụ cắn. Con này chắc là vừa rồi là người ta không chưa cho ăn, máy đâu nhỉ? Cái bụng không căng đâu ấy. Nếu mà báo trước là đi mua đấy các bác thì người ta sẽ cho ăn thật no. Xong là đi cân. Phải ăn là tốt nhỉ. Con to này á? Nhưng con to thì vừa rồi mới cho ăn rồi đấy. Cái con nhỏ cái là vừa rồi mình đi vội quá là người ta chưa cho ăn kịp. Nếu mà mình báo trước là đi mua là người ta cho ăn no đủ ấy. Bữa vừa bắt về cái nhà là nhìn thấy nó ăn rất là khỏe này cô bác này. Cô bác này nhìn thấy lợn ăn có thể là cái tình hình thì và nhìn thấy cái phân lợn nó sẽ hơi bẩn một chút cô bác, nên phải có lực là phải đi tìm xem là cái con nó ăn như thế nào các bác xem. Không phải có lực là nói mồm thì các bác cứ nghĩ là nói là có lực là vó mồm ấy.
Thế mà hai con là chắc là nó ăn được một xô đấy đấy nhở? Thế cáo này thì xử là cho ăn được cái gì đấy? Cáo này, cáo này, cho nó có những cái gì đấy? Có em rau, lấy rau về cho ngô cái gì? À, thêm ngô à? Thực sự ra, ấy thực sự ra nếu mà mình không có cám ấy, cho nó ăn ngô thì nó cũng béo rất là tốt và sau này thịt nó rất là ngon. Lợn bản lúc nào nó cũng có giá hơn cái thịt, cái lợn mà mình nuôi ở ngoài đấy. Đấy, còn này các bác nhìn thấy nó ăn một tí vào một cái căng ức như này. Nếu mà vừa rồi mà anh em mình là báo trước là đi mua ấy, là nó cho ăn to, ăn no thế này ấy. Đằm may là anh em mình cũng đi mua luôn. Lúc đó là Sử thì hỏi qua đúng không? Hỏi qua là nhà nó bán lợn đúng không? Con lợn này nhìn thế thôi mà khi mà cân lên là cũng có 19 cân 8, gần 20 cân. Mà mình trừ lòng đi đấy. Xem nó ăn uống thêm một tí nữa thì mà nó vẫn đang tranh nhau ăn. Tại vì con kia nó ăn nhanh quá. Cho nó chào một con đầu. Con này không dám, con kia không dám ra ăn luôn. Thời gian đầu nó sẽ thỉnh thoảng nó sẽ cắn nhau một chút đấy. Đấy, nhưng mà Sử lúc nào thấy nó kêu to quá là ra đuổi nó đi nhé. Đấy, nó ăn nó ức rồi. Thì cất xe đi. Cái chuồng, cái lòng này thì mình để lên trên góc rồi đó. Sau này nếu mà mình thì mình lại gần. Ừ. Cái nguồn nước của nhà em Sử ra này nó vẫn còn là chảy có một tí, nó chưa có cạn kiệt mấy. Nếu mà mùa này mà nó không có cạn kiệt là nó sẽ không cạn nữa đâu. Chỗ này thì rất là mát. Có thể là đi đâu rồi nhỉ? Anh chân được tay xong là vào nhà thôi. Nhà thì khi mà có những ánh nắng vào các bác nhìn trong ngôi nhà rất là nổi bật và rất là đẹp. Hải chắc là đi chăm sóc đúng không bác? Rồi đến thấy Hải ở nhà rồi. Con lợn đến lúc đầu anh nghĩ là nó gần tầm độ 10 cân rồi đấy. Nhưng mà không nghĩ là khi mà mình cân lên là nó nặng như thế. Cân lên là 19 cân 8. Tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Đấy, thưa cô bác, vừa rồi thì cháu Lực cũng đã cùng em Sử là đi mua xong cái phần giống lợn cho em rồi. Cũng mong sao là sau khi mà em có những cái giống lợn vào thì em sẽ chịu khó chăm sóc nuôi nấng nhá. Vâng. Để cho nó có cho nó béo tốt lên. Vâng. Thí dụ là sau này các bác giúp cho em là 1 đến 2 con. Vâng. Thì sau này em có thể là nó nhân rộng ra.
Vâng. Tại vì anh thấy là có một con là nó còn là con cái đúng không? Vâng. Này thì nếu mà mình muốn đi lấy giống thì là mình đi tận đâu để lấy? Chẳng ai có thì đi mượn. Xem ai có là đi mượn à? Mấy hôm thì được. À. Nhưng mà cái con lớn lớn kia là mình đi mượn được chưa? Hay là nó đã có rồi? Chưa có đâu. Chưa có Vâng. rồi à? Để ý xem là đến lúc nào nó đến cái mùa mà nó phối giống của nó ấy, hay là đến thời thời kỳ của nó ấy, Vâng. thì đi đi mượn về. Vâng. Đi mượn về xong là lợn thì nó đẻ rất là nhiều. Vâng. Thậm chí là nó đẻ nó tầm là 9 đến 10 con nó có lợn đấy các bác ạ. 9 đến 10 con thì vào trong chuồng đấy nó vẫn còn là rất là thoải mái. Đấy, nhưng mà hai anh em thì cũng phải là biết cái cách chăm sóc nhá. Vâng. Một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn tới cô Huỳnh Thị Giao Minh. Chúc cô và gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn cô đã gửi cho em Quân những phần quà, rất là cảm ơn cô đã gửi cho em Sử những cái phần quà, cũng rất là ý nghĩa đối với lại em Sử. Sử thì có thể thay mặt là em Hải nữa gửi một lời cảm ơn tới cô Minh nhá. Vâng, con cảm ơn bà Minh đã gửi phần giống lợi cho con chú bà thay gia đình thật nhiều sức khỏe luôn thành công cho công việc ạ. Vậy còn là cái điều này thì anh cũng phải nói luôn cho Sử một chút. Hôm nọ thì có một cái bác Mạnh Thường Quân đấy, là bác có nói với anh là giúp đỡ em là 4 con lợn, anh có nói với em đúng không? Vâng. Đây, nhưng mà sau khi mà anh làm chuồng xong thì bác lại không có gửi tiền nữa, Vâng. thì là cô Minh lại gửi cho Vâng. đấy, cô Minh lại gửi cho cái khoản đấy. Vâng. Đấy, anh cũng rất là xin lỗi Sử vì đã nói cho Sử trước ấy, xong rồi đến cuối cùng là không có được nữa. Vâng. Đấy, nhưng mà anh cũng được cô Minh là cô ấy thương thương cho em. Vâng. Đấy, thương em Hải, thương ông, Vâng. là gửi cái phần quà này tới. Vâng. Đấy. Ngày hôm nay thì có cả Quân đi cùng để mà bắt ra giống lợn đó các bác. Đấy, cũng trong thời gian qua thì em Quân thì em cũng là một con cảnh mà được các bác giúp đỡ rất là nhiều. Như thí dụ như mỗi lần mà Quân đi với cháu Lực đi cô bác thì cũng đã Quân ở nhà thì cũng đã làm xong hết mọi việc rồi, thì Quân mới lại đi theo cháu Lực và được sự đồng ý của ông với lại bà rồi. Đấy, cháu Lực dặn dò cho em Quân như vậy. Thì mỗi lần mà Quân lên đấy thì Quân có nói với lại ông bà không? Em có, em nói với ông bà xong rồi em lấy cỏ về nhà là thái xong em mới lên ạ. Thái xong mới lên đúng không? À. Đấy, Quân thì ở cháu Lực cũng mong sao là sau khi mà các bác đón xem những cái thước phim về cái hoàn cảnh của Quân ấy, thì rất là được sự đón nhận của các bác giúp đỡ cho em Quân giống như em Sử có một cái ngôi nhà đẹp đẽ không bằng em Sử ấy, nhưng mà cũng giúp cho em Quân là có một ngôi nhà có giúp cho em Quân có một ngôi nhà khang trang hơn, chỉ cần là xây lên có 4 bức tường thôi để mà che nắng che mưa, thì điều đấy cũng rất là tốt rồi cô bác ạ. Và rất là cảm ơn các bác ở trên kênh đã luôn luôn tin tưởng cháu Lực để đồng hành cùng với cháu Lực. Cô bác có thể là cháu Lực nói chuyện nó sẽ hơi thô một chút cô bác ạ, nhưng mà hơi thô một chút cô bác thì rất là mong các bác sẽ thông cảm cho cháu Lực. Dần dần thì cháu Lực sẽ sửa làm sao mà để cho cái bản thân của mình nó tốt hơn, và dẫn chuyện hay là truyền tải cái câu chuyện nó sẽ xúc tích và ngắn gọn hơn một chút cô bác. Rất là mong các bác sẽ thông cảm cho cháu Lực cô bác nhé. Một cái khuyết điểm mà rất là lớn ở với bản thân của cháu Lực mà cháu Lực là chưa thể mà sửa được vội vàng cả cô bác ạ. Trong một thời gian qua thì khi mà cháu Lực làm mà cái công việc thiện nguyện thế này cô bác thì cũng đã tiếp xúc rất là nhiều những cái câu chuyện mà có vui có này, buồn có. Có vẻ như con gì nó bay vào mắt hay sao các bác, nó nói chuyện lúc thì nó lại cảm giác như là nó mờ mờ, nhìn nó mờ mờ đó các bác. Còn là cái thước phim hôm nay thì cũng khá là dài thôi các bác ạ, chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi các bác, và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Quân chào tạm biệt quý ông bà của chú anh chị ạ. Chào sự chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ.
Mm-hmm.